Hello, xin chào tất cả mọi người. Mình là Panda Hân Nguyễn. Thì hiện tại ở chỗ Panda Hân Nguyễn đã bắt đầu chế độ bình thường mới rồi. Panda Hân Nguyễn vừa mới đi siêu thị và mua được một ít nấm đùi gà rất là ngon. Cho nên hôm nay Panda Hân Nguyễn sẽ giới thiệu cho mọi người một món chay từ nấm đùi gà ha. Món này thì Panda Hân Nguyễn tạm đặt tên là món gà rim mặn chay, làm từ nấm đùi gà. Bởi vì nó rất là giống với cái vị của gà rim mặn, cho nên là Panda Hân Nguyễn tạm đặt tên là món gà rim mặn chay ha. Thì thật ra Panda Hân Nguyễn không phải là người ăn chay trường và ăn hoàn toàn thuần chay, mà Panda Hân Nguyễn ăn chay vì mục đích là để muốn tìm kiếm một cái phương pháp ăn uống lành mạnh hơn, ăn nhiều rau quả, trái cây và thực vật hơn. Cho nên là Panda Hân Nguyễn hay chế biến những cái món chay nó gần giống với những cái món ăn mặn mà Panda Hân Nguyễn đã từng ăn, mục đích là để tạo cho sự gần gũi và cho những cái bạn mà không có thường xuyên ăn chay hoặc là mới tập tành chuyển từ chế độ ăn mặn sang ăn chay thì có thể dễ dàng tiếp cận hơn và vẫn cảm thấy là ngon miệng, và từ từ mình sẽ quen và mình sẽ thay đổi. Có thể là ban đầu mình sẽ ăn một bữa, hai bữa, ba bữa một tuần, hoặc là sau đó mình sẽ tăng dần dần lên, và sau đó thì nếu mà có điều kiện cũng như là yêu thích cái thực phẩm chay thì mình có thể là mình tăng từ từ lên và hướng tới ăn thuần chay và ăn chay trường luôn. Thì như vậy nó về mặt sức khỏe nó rất là tốt, rất là đảm bảo mà vẫn đầy đủ dinh dưỡng, và đặc biệt là về yếu tố tâm linh nó cũng rất là tốt ha. Nó sẽ bớt sát sinh hại vật và nó sẽ làm cho tâm của mình được tu dưỡng tốt hơn. Thì bây giờ Panda Hân Nguyễn không có nói dài dòng nữa, sẽ hướng dẫn các bạn làm ngay ha. Mình sẽ trần hai cây nấm đùi gà, mình không có lấy phần mũ như mọi người, mình trần khoảng 2 cho tới 3 phút. Trong lúc trần thì mình nhớ trở qua trở lại để cho nấm nó được mềm ở phần ngoài, cho xíu nữa mình dễ cắt hơn ha. Sau khi mình đã trần nấm thì mình bỏ qua nước lạnh để cho nấm của mình nó được dai và nó ngon hơn ha. Sau đó thì mình sẽ lạng cái nấm đùi gà này thành cái phần dài nhất có thể. Cái này tùy theo độ khéo léo của mọi người mà mọi người có thể lạng đều tăm tắp hoặc là lạng chỗ dày chỗ mỏng như bên Hương Nguyễn, nhưng mà không sao hết nha mọi người. Mình dày mỏng gì cũng được, miễn là nó ra một cái thớ dài là để cho nó đẹp mắt hơn là ok ha. Sau khi mà nín thở cắt thì mình cũng đã lạng được cái phần hai cây nấm ra được một cái miếng dài như thế này. Sau đó mình sẽ tiến hành khứa theo chiều xéo xéo thì tùy mọi người à, xéo qua xéo lại sao cũng được, để chủ yếu là khi mà mình ướp nấm á, thì nấm của mình nó được thấm hơn nha mọi người. Lúc này thì do mình hơi bạo lực cho nên là cái khúc đầu á, cắt hơi mạnh dẫn đến là cái nấm của mình nó bị rách, nhưng không sao, rách hơi hơi thì vẫn ok nha mọi người. Sau đó thì mình sẽ làm tương tự với mặt còn lại. Mọi người nhớ là mình chỉ nhẹ tay thôi nha, để chủ yếu là cho cái nấm của mình khi ướp nó sẽ thấm hơn thôi, chứ mạnh quá là nó sẽ rách như Panda Hân Nguyễn vậy đó, không không có còn đẹp mắt nữa ha. Sau khi mà mình đã khứa xong cả hai cái cây nấm rồi, mình sẽ chuẩn bị cái nước ướp. Đầu tiên là một muỗng cà phê ớt bột ha. Mọi người ăn cay hơn thì có thể cho nhiều hơn. Sau đó mình sẽ thêm vào một muỗng cà phê dầu hào chay, một muỗng canh nước sốt xá xíu. Cái loại nước ướp này thì mọi người có thể mua ở những cái tiệm tạp hóa hoặc là trên các sàn thương mại điện tử đều có bán ha. Sau đó mình sẽ cho vào đây hai muỗng canh nước tương. Thì nước tương mình dùng là nước tương Meiji ha. Một muỗng cà phê dầu điều để cho màu của nó được đẹp hơn. Một muỗng cà phê tiêu. Sau đó mình sẽ trộn đều lên. Và mọi người nếu mà muốn nó có vị hơi cay cay thì mình sẽ cho thêm một muỗng cà phê tương ớt vào ha. Sau đó thì mình sẽ cho cái phần nấm của mình vào đây và mình sẽ ướp khoảng 30 phút để cho nấm nó được thấm. Và khi mà mình ướp thì mọi người nhớ là lâu lâu mình sẽ trở mặt của nấm để cho nấm nó được thấm gia vị đều ha.
cái mùi nước ướp nó thơm ghê luôn á mọi người. Đó mọi người cố gắng là mình sẽ dàn trải cái nấm ra và mình phết trét đều gia vị lên ha. Sau 30 phút thì mình sẽ đun nóng dầu và mình sẽ chiên vàng đều hai mặt của cái nấm. Mình chiên mình bỏ dầu thôi nha mọi người, để cho cái phần dầu dư nó không có bị nhiều quá. Sau khi mà mình đã chiên vàng hai mặt rồi thì mình sẽ đổ cái nước ướp nấm hồi nãy á vào và mình sẽ đun ở lửa nhỏ. Nếu mà ít nước quá thì mọi người có thể thêm vào một chút xíu nước ha. Và mình sẽ cho chiên cho đến khi nó cạn hết nước là được. Và bây giờ mình sẽ ăn với rau sống và cơm trắng. Mọi người có thể rắc một ít mè rang lên cho nó thơm và nó được đẹp mắt hơn ha. Món này có thể ăn với cơm trắng hoặc là mình ăn với bún với đậu hũ cũng rất là ngon nha mọi người. Thì cái vị của nó ăn cái vị nấm nó rất là ngọt ngọt và cái nấm người gà này đặc biệt là nó rất là dai nha mọi người. Cái thớ nó dai dai mà nó lại có cái vị ngọt nữa, ăn rất là giống với gà rim mặn. Thì thật ra ăn chay á, mình nghe một người bạn ăn phần chay của mình nói là khi mà ăn chay á, thì không có được nói là món này giống những cái món mặn, ví dụ như mình thì nãy là không được, ví dụ như cái món này là giống gà này, món kia là giống tôm nè. Mọi người biết sao không? Tại vì ăn chay á, là nói như vậy thì tâm nó sẽ không có được tịnh. Thì theo bạn mình giải thích là vậy á, còn mình là ăn là theo kiểu để tốt sức khỏe thôi chứ không có mang yếu tố tâm linh, cho nên là mình không có biết. Thì mình chủ yếu là làm ra để cho những cái bạn nào mà mình muốn tập tành ăn mà ăn những cái món ăn vừa quen thuộc nhưng nó lại là những cái món chay. Thì chúc mọi người thành công với món ăn này ha, bye bye mọi người.